son dưỡng môi của thương hiệu Phyto Cosmetics này, dưỡng môi mềm mượt này, đặc biệt là dành cho mùa đông và mùa thu này, có đủ các loại vị hoa quả, hắc mai biển, mâm xôi này, dâu tây này và việt quất này, toàn những loại quả mọng của Nga và những loại quả nhiều dưỡng chất nhất ạ, nhiều vitamin này, vừa giúp là môi mềm mượt này, vừa giúp là ngăn thâm này và giúp bảo vệ trước cái tác động của mùa khô hanh ạ. Mai biển này. Việt quất này.